Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn ngày nay. Thưa quý cô chú anh chị, trước mặt quý cô chú anh chị đang là tiệm vàng Kim Lý số 34 đường An Dương Vương, phường 9, quận 5. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ mời quý cô chú anh chị cùng với mình, chúng ta sẽ đi vào chợ An Đông. Tuấn Dương cũng có giao collagen, bột collagen cho một khách hàng ở trong chợ. Sau đó rồi mình sẽ tới tiệm vải áo dài bé để cập nhật một số những cái mẫu mới của áo dài bé gửi tới quý khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Đây đang là cổng chính số 34 đường An Dương Vương. Nếu mà quý cô chú anh chị đi tới áo dài bé thì mình sẽ đi cổng chính này, rồi đi cái lối cầu thang bộ để chúng ta đi vào trong sạp vải. Rồi, đây là lối thang bộ nha các bạn. Thì tới đây các bạn, chúng ta tiếp tục đi thang bộ lên tầng trệt. Ở phía dưới này đó các bạn, thì họ gọi là tầng hầm này. Mình có thể tới đây thì có một cái quầy đổi ngoại tệ ở phía trước. Chỗ đấy đổi cũng rất là được giá nhé. Mình đổi ngoại tệ ở phía trước mặt này các bạn này. Sau đó chúng ta đi lên trên lầu. Đi lên lầu thì qua cửa kiếng thì chúng ta gặp tiệm vàng Ngọc Mai. Đây, các bạn gặp tiệm vàng Ngọc Mai này thì chúng ta quẹo trái. Rồi, xin chào. Ôi trời ơi, che mặt chạy đi đâu này. Dạ rồi, em chào mấy chị. Dạ, rồi chào chị. Rồi, cho em gửi cái mic. Vâng. Ủa, lâu lắm không gặp, không biết đi đâu. Đi vô đây đi, mấy cô đang băng bó dài. Dạ. Đây, chúng ta đang có mặt ở tiệm vải áo dài bé. Chào em. Rồi, mấy bữa nay thấy chị đi đâu ấy mà. Mấy bữa nay chị đi Úc. À, chị dạ. Đi Úc mà đợt này chị không dám thông báo. À. Là tại vì chị nghe được cái tin con chị học phụ huynh đó. Vâng. Thấy có mời họp phụ huynh là chị bay qua liền. Buổi sáng chị qua tới là chị chiều chị đi họp phụ huynh luôn. Là chị qua đúng ngày thứ sáu. Chiều thứ sáu chị họp phụ huynh. Vậy bé là học lớp mấy rồi chị? Bé chị năm nay bé lớn học lớp 11. Dạ. Nhưng mà chị đi họp phụ huynh đó thì đi vô lớp học họp thì mình không biết tiếng Anh. Thấy có người thông dịch viên theo. Tại chị không biết tiếng Anh. Vâng. Thì đến thầy, thầy nói là bé học rất là giỏi. Vâng. Bé học nói chung là đứng hàng ba trong lớp. Dạ. Nhưng mà con cái bé nó ít tiếp xúc ấy. Nó không có tiếp xúc với, nó không có nói chuyện, nó không có giống như khép kín á. Dạ. Mà hồi trước đầu mới qua Úc á thì nhà trường cũng kêu mình đem đi bé test bé coi có bị tự kỷ không. Vâng. Mà chị đưa đi ba test ba lần rồi nhưng mà bé không có bị tự kỷ. Vâng. Nhưng mà bé khép kín. Tức là sống nội tâm đúng không? Sống nội tâm, không có giao tiếp với bên ngoài nhiều. Với bố nó, tại vì bố nó không có nói chuyện với nó đó. Vâng. Hàng ngày không bao giờ nói chuyện. Dạ. Cho nên nó bị giống như nó không có tiếp xúc á. Dạ. Cho nên chị đợt này chị học phụ huynh đó, chị biết được cái gì của con mình để mình biết sớm để mình giải quyết á. Dạ. Trong những cái khúc mắc gì của nó đó. Vâng. Thì thầy nói phải cho bé ra ngoài giao tiếp, có thể là thầy nói ra cô ghi nhận lại cho chị là cho bé ra ngoài giao tiếp. Vâng. Có thể là cho xin bé xin đi làm nơi nào đó. Vâng. Để cho bé có nơi để tiếp xúc. Nhưng mà con chị nó không có tiếp xúc với ai thì biết đi xin đâu được. Cái cũng may ghê luôn. Chị đến cái nhà hàng, chị có lấy cái cạc đây nè. Dạ. Để chị coi, chị không biết là tên tiếng U, tiếng Anh gì đây cũng không rành nữa. Đây. Coi cạc, chị có ghi số điện thoại đây luôn nè. Đó. Vậy là ý là chị sẽ cho bé tới đây để bé nhà hàng phụ đúng không? Phụ bưng bê. Phụ bưng bê. Đây là nhà hàng bún bò Huế Đông Hoa Vietnamese Restaurant. Địa chỉ là 5/117 John Street, Kabamata. Hình như khu Kabamata này là khu người Việt đó em. Người Việt đúng không chị? Ở Sydney. Đúng rồi. Thì bé chị đến đây làm. Dạ. Tức như là thứ hai và thứ năm hàng tuần.
Vâng. Tại vì nó nói là tại vì con năm nay học lớp 11, con phải có thời gian con ôn bài, thì chị đồng ý cho bé họ làm từng 2 ngày. Vâng. Nhưng mà bé nó có nói với chị, con nói ngày trước lúc mà tối chị về, bé có nói như vậy mà thấy tội nghiệp mẹ. Vâng. Nếu mà con đi làm người ta không có bán, người ta không có vô ăn nhiều thì người ta đuổi con thì sao? Vâng. Ê, chị nói con cứ yên tâm đi, mẹ về với chú Tấn Dương ra đó. À. Rồi, mẹ nói trên YouTube á, có cô chú nào ăn bún bò ở Úc. Đến địa chỉ này ăn ủng hộ, tại vì con bé làm trong đó đó, ủng hộ cho nhà hàng này với. Vậy, anh chị cũng rất là dễ thương, rồi bé cũng cảm ơn anh chị. Là con mình không biết gì hết mà anh chị nhận cho bé làm, là bé rất là cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vậy là chị làm vào thứ hai, thứ năm mấy giờ chị? Chiều 4 giờ, bé đi học về 3 giờ, 4 giờ bé sẽ ra làm, đến tối bé về. Như vậy đây Tuấn Dương quay kỹ để cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Vậy là nhà hàng bún bò Huế Đông Hoa ở địa chỉ 5-117 John Street, Kabamata, có số điện thoại là 9723-0336. Thì cô bác có thể ghé ở đây để ủng hộ. Tiệm bún bò Huế Đông Hoa. Nhà hàng bán đủ hết thứ hết em. Đủ món hết, cái gì cũng có hết. Lẩu gì, cái gì cũng có hết. Và cũng giúp cho cháu bé có cái thêm cái kỹ năng giao tiếp, giao tiếp. Hội. Và cũng rất là cảm ơn cộng đồng người Việt người ở Việt Úc đã giúp đỡ cháu. Cháu là một người học sinh, du học sinh từ bên Việt Nam sang, không biết cái gì, nhiều khi còn sống khép kín mà không biết nghề gì cả, nhưng mà được các cô chú cũng thương yêu để giúp đỡ cháu tăng cái khả năng giao tiếp xã hội để hòa nhập với cộng đồng người Việt cũng như là cộng đồng người Úc. Thì mong là cô chú anh chị nhớ ghé ủng hộ và nếu mà có thể thì cháu bé tên bên đấy nó tên gì chị? Nó tên Huy. Cháu Huy, con của chị bé bán áo dài nhá. Với lại là chị, em biết sao sáng là chị đi làm, chị quên đem 200 đô. Có cái chị đi ra chợ Kalamata, chị tới ngay chỗ cái shop Shop Win á. Vâng. Thì đây, chị tên gì ta, bữa chị có gọi đây, cho em á. Hôm trước chị có gửi cho em, đó là chị Thu ở Úc. Chị Thu hay chị gì, chị cũng mắng máng vậy ha. Chị Thu ở Úc mà Shop Queen có ở Kabamata có gửi 200 đô la Úc. 200 đô la Úc. Nhưng mà nay chị quên đem đô la Úc rồi, chị đưa tiền Việt đi ha. Tiền Việt cũng được. Thì mình cứ quy ra 1.7 triệu đi. Dạ, 3 triệu 4 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 là 3 triệu rồi, 400 nữa thôi. 3 triệu 4. Là chị này là chị đi chợ, chị tình cờ chị gặp ngay Shop Win chứ không phải là Shop Win tà gửi. Mà cái chị này đi chợ rồi gặp bé, rồi chạy theo bé nó cho gửi về cho Tấn Dương 200 đô Úc. Vâng, để có thể Tấn Dương chắc em nấu sẽ cơm, sử dụng để phát cơm hay là em đi dọc đường em thấy người bán vé số, người nào cảm thấy mà em cảm thấy ấy thì em cứ gửi cho người ta, là chị nói quyền đưa cho em thì chị đưa mà ha. Em cảm ơn chị Thu ở Úc nhé, em đã nhận số tiền là 200 đô la Úc rồi. Thì em sẽ sử dụng số tiền này vào hai việc, hoặc là phát cơm, hoặc là gặp những cái người khó khăn thì em sẽ gửi. Mà tuy nhiên để cho nó dễ thì phát cơm là một lần là cho nó dễ. Còn mà mình gửi lắt nhắt mỗi người 200 nó nhiều clip quá chị cũng khó theo dõi. Cho nên đó là chị về chị sợ chị quên ngày hôm sau chị gọi cho em không biết phải tên Thu cái gì chị cũng Thu, quên đúng, quên em có chị mắng vậy nhớ. Thôi mọi người chị chạy theo tức như trong Shop Win chị nói chuyện chị nói chuyện xong với chị xong rồi chị mới đi qua kia vô lừa đồ chị chạy theo chị nói cho gửi cho rồi tên. Dạ thưa chị, rồi vậy cảm ơn chị. Thì hôm trước có một chị ở Úc mà lúc trước về may áo dài cưới đó, chị cũng có bình luận là chị cảm ơn chị là đã thứ nhất là rất là đúng hẹn rồi mang áo cưới các thứ qua là gia đình họ mặc vừa rất là hợp. Cái đợt này chị đem qua đúng không em? Vâng, cái đợt đúng vừa rồi. Xong á. Đúng rồi, chị muốn tặng cho con chị chai nước hoa. Vâng. Chị nhắn tin nhiều lắm nhưng mà tại vì con bé chị thì điều thứ nhất nó nhỏ. Vâng. Thứ hai lại là nó cũng không có xài. Vâng. Mà chị ngại lấy quà, chị cái tặng con chai nước hoa chị không lấy mà chị nhắn tin thấy tội nghiệp lắm. Vâng. Chị biết chị này. Chị cũng có đây nè, em cũng... dòm, em dòm chị nhắn tin nè. Vâng. Đó. Vâng, nhưng mà em cảm ơn chị nhiều lắm. Ngày hôm nay đám cưới con em, chị nè. Đây, em đem qua đồ qua không tính cước. Chị định tặng quà cho vui tại vì nước hoa sang lắm, mùi dễ thương cho tuổi trẻ xài. Nhưng biết sao chị mời chị ở lại đám cưới nhưng mà chị không thể ở lại được. Vâng. Tại chị chờ đợt này chị đi chủ chốt là chị qua chị họp phụ huynh cho con chị.
Nhưng mà qua rồi bé nhà trường nói như vậy đó, chị mới đi tìm tòi thôi cho bé làm. Vâng. Thì kéo dài thời gian hơi dài hơn chút xíu rồi chị bóc vé chị về liền. Dạ. Cho nên là cô chú đến thời gian bé đi bán, cô chú bán luôn. Mấy lần em ra cũng em không có gặp. Thế mọi người bảo bà chủ đi công tác rồi. Chủ đi công tác rồi. Mấy ngày rồi mình không có giới thiệu sản phẩm mới. Chị hôm nay có những dòng sản phẩm nào chị tính giới thiệu để gửi tới quý khán giả? Nay thì chị mới về khuya, nay sáng là chị ra chợ thì thợ chưa giao đồ, chiều mới giao. Nhưng mà ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu cho cô chú là tơ tầm hạnh phúc ha. Dạ. Với lại là áo dài may sẵn. May sẵn ạ. Dạ. Tại vì khoan đã cho chị nghe điện thoại thôi. Okay. Con điện thoại. Cảm ơn em. Mấy cô chú anh chị cũng đang tới để mua vải hay may áo dài. Đó, rồi đang ngồi. Con ơi, bà đứa con, nào vô uống? Cô bác tư vấn, nói chung là các nhân viên của tiệm tư vấn. Thưa các cô bác anh chị, ở video clip trước đó thì áo dài bé có giới thiệu hàng trăm cái mẫu vải để may đầm. Và có giới thiệu thêm một thợ nữa may đầm, đó là thợ tới từ Huế. Và hôm trước chị bé cũng có mặc thử một số nè, những cái em, đầm. Đây đầm, đây nè. À đây, cái đầm chị, cái chị mặc này. Đây. Ê, cũng nhỏ bụng là sơ sơ đúng không em? Đấy. Với cái mức giá là khoảng 550 cho tới 1,5 triệu. À, 1,5 triệu là đầm dạ hội mà may cầu kỳ. Thì có một chị Dung ở bên Đức có nhắn tin là không biết chị Vi có may được cái đầm theo yêu cầu hay không. Thì cái này chị cứ chắc may thử hình, đây ha. Chụp hình gửi cho áo dài bé, sau đó lựa vải rồi mình may thử. Nếu mình thấy ưng thì mình mới may tiếp. Còn thưa chị, hôm nay chị giới thiệu cái sản phẩm này là những sản phẩm gì đấy thưa chị? Tên gọi nó là cái gì? Cái vải này thì mình tơ tầm của Vạn Phúc. Dạ. Mà cái này thì chị bảo cái hàng này là bán quanh năm suốt tháng, mấy chục năm nay vẫn bán nó thôi. Dạ. Nhưng mà thường thường nhà chị không cắt mẫu, lúc nào ai mua thì chị mới lấy hàng trong kho ra để cho cô chú mua. Tại vì đặc điểm cái hàng này á thì là nó treo ánh đèn, nó dễ bạc màu. Vâng. Cho nên chị không cách mẫu. Vâng. Nhưng mà thường thường cô chú vào kêu cô chú ngồi con xuống kho lấy thì thường thường mấy người Việt Nam đi theo nói là đi lấy hàng của người ta. Vâng. Ý là nói mình chạy hàng chứ không phải là hàng nhà mình. Vâng. Cho nên ngày hôm nay bé phải cách mẫu ra để bé ướm. Vâng. Thật sự nhà bé không có chạy hàng, nếu mà chạy hàng thì không thể bán được cái giá này. Vâng. Cho nên á là trước đây là 1,5 m, nhưng mà ngày trước á chị dập vô thêm một số hàng cho đủ mẫu á. Vâng. Thì lên là bữa nay là bán 1 m là 200.000 một mét. Vâng. Là một áo 4,8 m mua áo tặng quần. Nếu mà không lấy quần thì còn lại là 700.000 ha. Ủa thưa chị, sao 1 m lại một áo lại cái áo này đến 4 m là 4 m. 4 m mới được. Là cái này là lụa Vạn Phúc. Nghĩa là cái khổ chiều ngang nó hẹp hay sao? Đúng rồi, khổ chính tức à. À. Cho nên là chị ngày hôm nay chị phải cắt mẫu để chị ướm ha. Là 200.000 một mét và đúng một rồi. Áo là 800.000. 800.000 mua áo tặng quần nha. Mua vải may áo thì tặng vải may quần. Đó. Cái sản phẩm này là chúng ta may áo dài này. Cũng rất là đẹp, đẹp lắm á. Áo bà ba. Áo bà ba. Áo đầm. Đây rất là đẹp. Đều được nhé. May đồ bộ cũng đẹp lắm. Đồ bộ nữa. Dạ. Thì ngày hôm nay phải cắt mẫu. Em đi vừa chợt mát ấy, bởi cái gì? Anh đi vừa chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông á. Đúng là rồi. Lụa Vạn Phúc là rất lụa là Vạn nổi tiếng. Phúc. Vạn Phúc là một làng nghề ở Bắc Bộ, ngoài Hà Nội. Hiện nay là Vạn Phúc thì thuộc về Hà Nội rồi các bạn. Đúng rồi. Hàng này là cứ mua mấy cô nói trời ơi bắt tôi ngồi đây đi chạy hàng của người ta. Vâng. Mà thật sự thưa là nhà bé không có chạy hàng đâu, dạ. Tại vì để trong kho không à. Vâng. Cho nên là tại vì mình xuống kho mình để nó không có đèn đó em. Dạ. Với nơi mà làm kho thì không có được kinh doanh là người khác thưa. Vâng. Giống như chị đó là chị làm kho là chị không đóng thuế. Vâng. Mà đem khách xuống bán là cái những cái quầy xịn cái lanh cảnh đó, nó thưa mình. Giống có đợt trước chị bán hàng sale không mình. Vâng. Ta cũng thưa đó. Khổ lắm. Bán hàng sale mà cũng thưa nữa. Vâng. Ủa thưa chị, sao cái này nó cứ có những cái gấp gấp này, nghĩa cái này là tại sao vì ta? Trong cây chị mới xếp xong ra. Vâng. Nhưng mà nếu mình treo lên thì nó treo lên là không? Nó thẳng em hoặc ủi ra nó thẳng rồi. Dạ. Chị sáng nay chị mới cắt xong. Vâng. Sáng chị lấy cây lụa chị cắt Vạn Phúc nha các bạn. Lụa Vạn Phúc. Cái chất liệu này thì lên áo rất là đẹp. Nó rất nhiều những cái bông này, nó có bông hai cúc, cái này bông màu cúc khác nhau. À bông cúc. Đấy, ở một cái màu là màu xanh và màu vàng, bông thì màu vàng. Đúng rồi, bông. Đấy, nó ánh màu lên rất là đẹp nha các bạn, nhìn trông rất là sang trọng, quyến rũ quý phái. Giá là 200.000 một mét.
Và để may thành một áo đó là đối với cái khổ vải này chúng ta phải mua là 4 mét, tương ứng với số tiền là 800 ngàn. Khi các bạn mua vải may áo sẽ được tặng vải may quần. Tiền công may hiện nay đó là khoảng 600 ngàn cho một bộ. Rất là nhiều màu, màu sắc để cô chú anh chị chúng ta lựa. Cũng mấy chục màu á em. Vâng. Em có ghế nè. Dạ không cần thôi chị ơi, khỏi cần. Để chị đi tới đi lui cho nó thoải mái. Dạ. Còn cái này nó có co giãn không thưa chị? Không, hàng này không có co giãn nè. Hàng này không co giãn. Nhưng mình ướm hàng này, mấy cô mà xài hàng này lâu năm rồi là mấy sếp cô sẽ biết dòng hàng này. Vâng. Tại dòng hàng này không co giãn, mang nó tưng giống linen vậy đó, nhưng mà rất là vâng. Đẹp. Nhưng mà hàng này là nói trước nha, là nhăn đó nha. Dạ. Nó nhăn. Bị nhăn. Nhưng mà xài rất là đẹp. Cái này mà đưa lên đó thì những cô mà xài jean vậy, mấy cô mà xài hàng xưa đó em, thì vâng. Sẽ biết hàng này. Giống như mấy cô lớn tuổi đó thường hay thích lụa Hà Đông đó. Lụa Hà thì, Đông. Thì mình lựa thử các 4 mét giá 800 ngàn mua áo tặng quần dạ. Ha. Còn nếu không vâng. Lấy quần thì có 700 ngàn thôi. Vâng. Nếu mình không mua quần đó. Hôm nay là chị thiếu màu đỏ, màu trắng thôi. Màu đỏ chị có rồi, màu trắng chị thiếu. Màu trắng dạ. Ta chưa có dao, tại vì có dao mà chị không vừa ý, chị sẽ trả lại. Màu trắng nó khó lắm đó cô. Dạ. Màu trắng nó thường thường nó bị hay dơ á. Vâng. Màu xám nè. Hoa văn thì các bạn nhìn đúng là bông nha. Bông cúc nha. Bông cúc. Các cái hoa nhỏ nhuyễn. Mình may đổ bộ cũng được. Rồi may đầm, may áo bà ba, may sườn xám. Cái này thì tơ tằm vậy thì là mặc nó mát rồi chị. Mang mát lắm em, mang dạ. Sướng lắm. Mang mát. Đây, một màu kế tiếp để các bạn này. Đó, cái màu này là màu cam. Cam này cam Mỹ quá. Chị về là có clip lên em à. Dạ. Một hai ngày nữa là hàng nhiều lắm thầy. Vậy thợ à. Bắt đầu chiều nay mới giao cho chị. Chiều nay với ngày mai hôm qua cũng có dẫn một chị ra đây chở chị ra mua đồ của chị. Chị à. Phát cơm xong chị ở Mỹ về mà à. Chị còn đi Bắc mấy tuần cơ. À. Chị mua cũng khá nhiều. Khá nhiều. Đây các bạn nhìn này. Cái này thì nó có một cái màu này gọi là màu... Ở trong là màu sen, ở ngoài là màu xanh, sen. Xanh dưa cải em ha. Ngoài là xanh dưa cải nhé. Các cái bông nhỏ nhỏ, nhuyễn. Dễ thương. Ai thích bông lớn thì mình lựa cái mẫu khác. Nhà chị may bán là 4 mét chứ không bao giờ cách 3 mét rưỡi. Nếu vâng. Mấy nơi có nhiều chỗ cách 3 mét rưỡi may cái tay ngang thôi à. Vâng. Nhưng mà nhà chị lúc nào cũng phải may tay xuôi, không bao giờ tay ngang em ha. Dạ. Nếu mà ví dụ như 3 mét rưỡi thì phải nói với khách đồng ý mới mua, mới bán thì bớt tiền xuống. Thì để mà may được một cái áo đẹp đó các bạn thì vải chúng ta nên cắt nó vừa thoải mái, vừa đủ hoặc là nó thoải mái nó dư ra một chút thì sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà những chỗ khác mà khi bán đó, người ta ví dụ người ta may mình tay để ngang giá không? Là 800 may 3 mét rưỡi. Nhưng mà người ta để giá ví dụ như 750 nhưng mà người ta không có nói rõ là giá 350. À xin lỗi là 3 mét rưỡi. Bởi vì bây giờ ở chợ An Đông này các bạn là tất cả các cái tiệm áo dài thì người ta sẽ tham chiếu theo cái giá của áo dài bé để họ định giá. Nhưng mà tuy nhiên thì ví dụ như một cái áo dài ở đây mình để là 220 ngàn thì mình sẽ cắt là 2m2. Tuy nhiên thì người ta sẽ chỉ để là 200 ngàn nhưng người ta cắt là 2m. Hoặc là có những chỗ họ để là 180 ngàn và họ cắt 1m8 thôi thì nó sẽ hơi bị hụt tùy theo cái khổ vải. 8 tấc, 9 tấc, mét 2, mét rưỡi, mét 6. Nên có một cái câu là khi mà đi mua đó, người bán thì không có bị lầm, nhưng mà người mua thì cứ mua tưởng là á. Rẻ, tưởng là rẻ nhưng mà hóa ra lại mua lầm. Mua lầm. Và khi mà các bạn mua cái vải mà bị hụt đó, đến mà thợ may cắt, nếu mà thợ may có tâm đó, thì họ sẽ nói là cái này phải quay tay ngang. Hoặc là không có lấy được cái hoa văn đó, nó sẽ hơi xấu một chút. Còn cái người mà không có tâm ấy thì họ cứ cắt đại ra. Sau đó là nhiều khi mình không có ưng là mình lại phải bỏ. Cái này đây các bạn cũng là màu hồng cánh sen này. Rất là dễ thương nhé. Màu đỏ cưới này em ha. Đây là rồi, màu đỏ cưới này. Màu đỏ
cưới nữa. Đỏ cưới, đỏ cưới với màu đỏ, màu trắng thì chị chọn được màu trắng, à, màu đỏ, còn màu trắng chị trả lại. Vâng. Tại vì nó màu trắng nó thấy nó dơ quá. Vâng. Nó không có vừa ý chị trả, mấy ngày sau mới có lại. Khá là kén để mặc đó các bạn. Đó, màu đỏ cưới á. Rồi các cái mẫu hoa văn thì mình thấy cũng giống nhau hết nha các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà nó nhiều màu thôi. Nhưng mà nhiều màu khác nhau. Màu này nếu mà giặt thế chị, nó có phai màu nhiều không? Giặt xà bông gội đầu hoặc dầu xả, phơi trong bóng mát nha, không phơi ngoài ánh nắng. Sản phẩm này không có phơi ngoài nắng, sợ là nó sẽ bị bạc màu đó. Lúc cô chú mua thì bác sẽ hướng dẫn cho xài mình dòng hàng này. Màu hồng, đẹp quá em ha. Màu hồng, hồng màu công chúa này. Màu hồng phấn. Rồi tiếp theo cái bạn này màu tím. Màu tím cà. Tím hoa cà mà cà lợt. Đấy, hoa văn các bạn nhìn thấy đều là những các cái bông cúc. Thì tùy theo màu. Có cái thì màu đậm, màu lợt, màu xanh, màu đỏ. Kia là màu xanh nõn chuối hay sao ta? Cái chị đang cầm cái này là xanh cốm, xanh chuối em. Đúng rồi. Màu xanh cốm. Rồi tiếp theo màu tím nữa. Nó nhiều màu lắm. Hiện nay giá trung bình ở chợ An Đông mà may áo dài là khoảng 600.000. Còn những cái nhà may lớn thì có tiếng đó, thì họ may khoảng trên 1 triệu, 1,5 triệu một chiếc. Còn quần là cũng lại tính riêng. Gần đây nhất thì có một cô nói rằng là ở nhà may Thiết Lập đó, là may áo dài một lớp thôi là 1,5 triệu. Thời gian là khoảng 2 tuần sau mới lấy. Và may quần là khoảng 600.000. Có nghĩa là cái tiền công may đó một bộ nó gấp khoảng 3 đến 4 lần so với ở chợ An Đông. Nhưng mà hiện nay ở chợ An Đông thì chị bé giới thiệu chỗ chị Hà may là cũng rất là đẹp. Chị Hà cũng thường xuyên học hỏi. Với là người ta nói thực sự là một cái câu là trăm hay không bằng tay quen. Mà mình cứ làm nhiều, cắt nhiều, rồi cải tiến liên tục là nó sẽ đẹp. Cô này đấy, cô chú anh chị cũng... mình không có nhiều thời gian đó. Thì bỏ khi vô bao về kiếm Sài Gòn, sẽ bỏ vô bao như thế. Nhớ ghé áo dài bé, mình lựa vải, mình lấy số đo. Sau đó rồi mình có đi chơi ở đâu thì mình đi. Còn nếu trong trường hợp mình cần để may áo dài cưới, áo dài đi tiệc hoặc là mừng thọ này nọ đó, mà cần may gấp thì cô bác cũng cứ nói với chị bé, để chị bé nói với bên nói nhà với may sẽ ưu tiên cho mình là mình sẽ lấy sớm. Và ví dụ như mình may 10 cái chẳng hạn thì mình cứ may trước một cái, mình thử thấy đẹp rồi mình sẽ may tiếp tục, may thêm. Ví dụ như cô đó vô lựa 10 áo đi. Vâng. Mình, nhà may cứ đo xong rồi ngày mai cho thử áo hoặc chiều nay cho thử áo. Vâng. Ok, may hết. Dạ. Không sao hết, để không cho nó đỡ rủi ro, tức là đôi khi mình phải điều chỉnh. Ví dụ như mình đo thực tế rồi mặc lên rồi mình thấy là ví dụ như là phải chỉnh sửa nó ra sao, cái cổ thế đã được chưa, cái tay rồi dài ngắn, eo yếc này nọ. Nó đã hợp lý chưa? Nếu hợp lý thì mình sẽ may một loạt. Còn nếu mà chưa hợp lý thì mình điều chỉnh lại, rồi mình lấy theo cái số đo đã được điều chỉnh lần cuối cùng. Cái màu này cũng đẹp này các bạn, đẹp này ha. Nhìn rất là đẹp, quyến rũ, như các quý cô ở Trung Quốc hay mặc. Ngày xưa là quý tộc mới mặc mấy cái loại này. Màu này cũng đẹp nè em nè. Lớn lớn tuổi thanh này cũng đẹp. Cái này là màu, màu này gọi màu gì ấy chị? Này là gọi là màu bã trầu không con? Màu bã trầu. Ừ. Màu bã trầu. Bã trầu. Bã trầu chỉ mấy bà dưới quê nghe mới hình dung được ấy. Còn bây giờ tuổi trẻ mà không ăn trầu thì cũng khó biết. Nó dạng như màu ngói lợt. Nó phong phú ha.
Rồi tiếp theo. Hello chị. À em chào chị. Dạ xin chào chị. Dạ. Em chào chị. Dạ. Em coi trên YouTube, tức là ủa sao con theo mẹ? Chứ chính hả? Ok. Dạ. Rồi lấy ghế Thanh Thanh lấy ghế chị ngồi thôi, lấy ghế chị. Dạ. Không sao chị. Dạ. Đứng lên đó. Dạ. Lấy ghế chị ngồi đi. Hôm qua tới giờ chị chưa về hả? Dạ em mới về khuya. Dạ. Lấy ghế chị ngồi đi, thấy ghế này Thanh nè. Đây, tiếp theo màu khác này, màu xanh. Này là xanh, xanh bích lợt em ha, Yamaha. Đấy cũng hoa văn nó cũng giống thế thôi các bạn ơi. Đó, mà kết hợp với phía bên trong là các cái tại vì rất là nhiều nhưng mà không có cách mẫu là tại vì hàng này cách mẫu ra thường thường cách xong bán xong cây hàng là cái mẫu bỏ không ạ. Nhiều cô chú cứ hỏi là tơ tằm, lụa Vạn Phúc, lụa Hà Đông ấy, thì đây này. Nhưng có mà... người là gọi cha xá. Có người gọi là hàng cha xá nữa. Cha xá. Đã kêu đủ vô loại hàng hết á. Nhưng mà nhà mình bán là cái nào nói ra cái này là đúng ra là lụa. Vâng. Rất nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị. Đây màu này cũng đẹp này. Cái đó là màu rượu chát chị. Dạ. Đây khách cũng đang lựa. Vâng. Cái đó này à. Em đi vô được không chị? Dạ, dạ được, chị cứ đi thoải mái chị, đi chị ơi. Dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn chị, có mua hàng là ủng hộ là mừng lắm rồi. Dạ. Đó, lại một dạ, màu đây. Tiếp này các bạn này. Rồi xong, giờ hai đứa máu dài đi. Đó, đến đây là hết em ha. Vâng. Dạ. Xong, hai đứa máu dài đi. Rồi bây giờ cái mẫu chúng ta sẽ tạm nghỉ để chuyển qua cái mẫu khác. Đây tiếp theo thì ra để coi ha. Chúng ta sẽ coi cái khu vực mà trưng bày ở đây á, cho chị bé nói nè, ở đây là cái lối đi vô ở trong người ta bán vải. Vâng. Mà nhiều lúc khách kêu khách ra ngoài này á, khách ngồi á thì trong người ta nói là phải tránh đường cho người ta đi. Vâng. Cho nên thường thường khách vào á là chị cứ kêu khách ngồi trong quầy đi ra lấy. Vâng. Nhưng mà nhà mình á thì hàng đây. Hàng chất hai lớp nha, một lớp trong, lớp ngoài. Vâng. Đó nó rất là nhiều em ha, nam nữ có hết cây vậy nè. Đó như một cây như vậy là mười mấy áo em, là 14 áo mà đến mấy trăm cây hàng là. Vâng. Thì kêu cô khách hàng ngồi trong để mình lấy em ha. Vâng. Nhưng mà khách hàng cứ nói mình là đi lấy hàng của người ta. Vâng. Cho nên thường thường em quay cho khách biết là nhà bé không có chạy hàng của ai cái gì hết á. Đây các bạn nhìn nhá, ở phía dưới này, đây này, rất là nhiều những nhiều đây lắm. Là các cái mẫu áo dài nam nam rất nữ nhiều đủ hoa hết. Văn từ size 66, 64, 62, 61, 58. Bữa nay chỉ có size đến 6 70 mấy luôn đó. Dạ. À, 6 mấy 70 là cho người 160 kg luôn đó. Dạ. Rồi hai hàng nhé, bên trong bên ngoài, bên trong thì chất cao hơn nữa nên là cái số lượng á phải hàng ngàn áo. Đó nhiều lắm. Nhiều ngàn áo nha các bạn. Em quay quay sơ sơ cho người ta dò. Đây, cô chú anh chị nhìn này, quá trời dài luôn này. Dạ. Đây, một xe hàng này. Dạ, xe này xe của em bé em nè. Dạ, bé gái, bé trai. Em bé. Dạ. À. Rồi còn đây, trong này áo dài may sẵn nha. Đó, nhiều lắm. Đó, rất là nhiều quay quay cho cô nha. Chú biết. Để khách vào cứ ngồi trong đó rồi bé lấy hàng vô á. Cho cô chú lựa nó dễ hơn ngoài này cứ đừng đi á. Quá trời nhiều nha các bạn, có đủ size luôn. Bây giờ thì các bạn ấy sẽ ướm thử một số những cái rồi, mẫu cho áo dài cô chiếu coi rồi nha. Rồi áo bà ba để cô bác anh chị chúng ta coi. Cái gì cũng có rất hết á. Rất nhiều mẫu nha. Dạ. Treo một cái mẫu là biết ở đây có hàng thôi. Dạ dạ. Còn giống như ở miền Tây á, chợ nổi á. Chợ nổi là chỉ treo đó. Một cái. Một cái là trong biết trong cái ghe đó bán đủ là có bán á. Cho nên là cứ treo một cái vậy thôi. Dạ dạ. Ở đây sáng là chị lấy hàng này đây, nè. Áo dài nam này các bạn nhìn này. Chị đem vô nha. Nhiều lắm. Vâng. Cái này là giá 800 ngàn em ha. 800 ngàn thợ hoài Quảng Ngãi may. Vâng. Bé Mai may. Đi vô đây đi em ha. Dạ, ok. Hoàng mang thử một cái. Đây, những cái bộ áo dài này là hoa văn rồng này các bạn này. Gấm Thượng Hải. Chị thấy mấy nơi khác nó lên á, nó lên... ví dụ con rồng mình phải đưa miệng lên đúng không, ngỡ lên đúng không, mấy chỗ kia nó quay may á, nó may nó quay gì à.
Nhưng mà cái người đi mua không biết đâu. Rồng lộn đó. À, cho nên nhà chị là may là nếu mà cái lô nào mà lỡ mà con rồng mà chúi đầu xuống là chị bỏ luôn lô bán sale luôn đó. Thì những cái sản phẩm này đều có giá đồng giá 800. À đúng rồi, đồng giá 800. Đồng giá cái hàng lô này mới ra mà. Có mấy chỗ kia tao may á, mắc cười lắm, chị đi qua chị dòm á, cái đầu rồng á nó quay vậy nè. Chúi xuống dưới đúng không? À nó quay. Vậy là người ta cắt nhiều cái gì người ta người không, ta không có để ý. Người ta không để ý, em ta không có kinh nghiệm á. Còn chị đây là nhà chị tự trải ra, rồi chị cắt xong chị mới chuyển về Quảng Ngãi may. Cho nên á là những cái gì là... Ờ à, em chào chị. Dạ. Ủa hôm lại cái đi rồi, đi Úc. Dạ, em đi qua họp phụ huynh cho con. Dạ. Dạ. Đây, nhiều cô đã... mang cái dạ, thôi cô. Rồi. Dạ, dạ. Dạ, khỏe. Vâng. Sao? Nay lựa thêm hả cô? Sao? Không tin là không được hả? Dạ, à đây cô. Ở đây bà giá không tiền. Không tin là không được. Đúng không? À là không tin không được kìa. Phải về bẻ về mới được. Đây, đây muốn lấy hai mấy cái mẫu có sẵn này. Trừ hai màu này. À, trừ hai màu này. Trừ hai màu nào chọn màu trắng. Nhiều màu lắm. Đây, anh Hoàng mở khẩu trang ra. Đây, em. Dạ. Nè, bỏ cái khẩu trang cho anh tạo anh. À, cái này á là chị tự trải ra. Chị trải ra một lớp như vậy, khoảng chừng 2-3 chục lớp là chị mới cắt, chị mới gửi về Quảng Ngãi may. Vâng. Cho nên cái khom rất là đứng, em thấy không? Dạ. Cái đầu con rồng lúc nào cũng đi lên. Vâng. 800 ngàn chị. Cái này là mình có kinh nghiệm rồi. Vâng. Cho nên không thể sai được. Con quay làm sao đi con. Vâng. Đó, con thấy cái áo rất là đẹp phải không? Vâng. Em thấy đẹp không? Áo rất là đẹp. Cổ rất là đứng em nè. Vâng. Cổ rất là đứng nè. À, cổ rất là đứng. Nè. Dù cái áo này không phải khom bé này nhưng mà cổ rất là đứng. Vâng. À, là cái áo này 800 ngàn ha. Dạ. Còn cái này áo này con ra đây. Tức... Ok dạ. Dạ. Dạ chị. Đẹp quá trời. Cái này là 500 ngàn. Đứng cạnh nhau. 500 ngàn. Này 500 ngàn, hai tà rời nha. Vâng. 500 ngàn. Áo hai tà rời. 500 ngàn thôi. Dạ. Dạ. Áo cho nữ có nhiều... đủ mẫu. Nhiều mẫu không đủ chị? Đủ mẫu, đủ màu. Vâng. Tại giờ cái giờ mình không thể mình ướp hết nổi. Vâng. Mình ướp một vài cái để cho cô chú biết là ở đây có hàng đủ mẫu, đủ màu. Vậy là mình có đủ áo dài nam, áo dài nữ, các đúng size rồi. Khác nhau đúng không ạ? Đây giờ con thay cái khác đi, là dì bé đang nói áo dài nam. Đây, vâng. Ví dụ như áo dài nam này nè, bé có màu này. Vâng. Đây mình không có thời gian để ướm em. Chị cứ ướm một lượt các cái mẫu áo dài nam đi. Rồi, chị có này. Ok. Đồng giá là 800 đồng đúng không giá chị? 800. Vâng. Chị có cái mẫu này. Mới nha các bạn. Toàn bộ là mới dạ, ra luôn. Dạ, em chào luôn. Chị. Dạ. Có cái này em ha. Dạ. Tức như là ý là nói với cô chú là áo dài bé là có đủ loại hết á. Vâng. Rồi, tiếp mình theo có, này các bạn. Mình có cái này. Cái đó cho các chú trung niên. Trung niên tuổi trẻ gì cũng xài được hết luôn á. Đó, có cái này. Đây này. Này chú rể nha, cũng ok áo, lắm á. Áo dài cưới cũng có luôn, dạ. Áo dài cưới nam á. Đó. Đó. Nó gấm Thượng Hải. Vâng. Hàng này hàng gấm Thượng Hải. Rồi tiếp vâng. Theo đây là cũng rồng vàng vâng. Này. Đó. Giống như vua chúa hay mặc cái màu đó đó. Đây. Đấy, còn cái màu đỏ này là các công tử thiếu gia mặc này. Đợt trước mình may là may đơn đó em, là đến 1 triệu lấy 50 lận. Dạ. Là may đơn là từng cái một đó. Đợt vâng. Này chị ra rập. Chị lấy số đo, chị cắt ra một cái rập, chị cắt lên mấy chục cái luôn. Cho nên nó giá thành nó rẻ xuống. Dạ. Đây là áo dài cũng là rồng. Đó, đó là giờ nói là một cái mẫu mặc vậy nhưng mà nó có nhiều màu. Vâng. Còn nhiều màu nữa không con? Còn mấy cái củi. Còn mấy màu nữa. Dạ. Nhưng mà thôi mình nói đại khái như vậy á. À, rồi con ra con mang một cái áo rồng mà... rồng có đá và rồng không đá đi để dì bé nói hai cái rồng đó. Dạ. Rồi mời rồi, bé này. Em nữ người mẫu đây. Dễ thương. Rồi. Giá 500 ngàn nha, gấm su nè. Cái này là có hình hoa đào các bạn. Để lấy cái khăn trùm cái nó đi. Dễ thương. Nè. Cái khăn đâu rồi? Đấy, tay này là tay lở nha. Em quay đằng sau giúp anh. Đằng sau cũng có hoa văn nha các bạn. Em cho chị lấy cái này chị trùm cái nó đi. Và giữa là có một cái dây kéo nha các bạn. Mặc cái này các bạn mặc để đi chụp hình cũng rất là dễ thương. Ví dụ như các bạn mua một cái áo là ví dụ cái quần nè. Cái quần là vô cái khăn bông này nè, nó vô một bộ rồi nè. Vâng. Đó, nó vô một bộ rồi đó.
Mà cái này trên 1 triệu mới được tặng khăn đúng không chị? Đúng rồi, 1 triệu trở lên là có được tặng khăn. Tặng khăn tơ tằm nha. Dạ. À. Yeah. Khó chùm vô cơ. Đây bạn đó, sẽ giống bà già vậy đó. Chùm cái khăn này giống như là giống bà già đó. Giống như là cô bé quàng khăn đỏ đó, chuẩn bị ăn thịt chó sói. À, nè em nè, nó bộ nè, bông nè, nó có bộ đó chứ mà có tông á. Dạ dạ. Cái đó là quà tặng đó các bạn. Chào anh. Quà tặng khi mà chúng ta mua vải may áo dài giá trị trên 1 triệu. Thì cái này mình có thể choàng khăn cũng được hoặc là mình quàng cổ. Quàng cổ nè, đó, quàng cổ nè. Nói chung là đó. Nhiều kiểu lắm. Đó đấy, những nhiều kiểu lắm. Nào mình tùy theo mình thích. Yeah. À, mình muốn làm cái nào thì đó, choàng cổ nè. Đó. Trông cũng rất là dễ thương. Có những cái trang phục mà nó có thêm những cái phụ kiện như là khăn này, nơ cài này, kẹp tóc các thứ. Yeah, nó làm tô điểm thêm cái vẻ đẹp. Cái gì bé qua đây, gì bé lấy áo dài nam nữa. Phụ nữ. Kiếm em mấy cái rồng kia đi chị bé. Em gái nha. Đây. Ok. Đây. Áo tham ra lấy giùm chị bé cái rồng không đá rồng này. Cái rồng không đá giống mình. Cái rồng này là không có đính đá nha các bạn. Rồng này nhưng mà có mắt mũi đầy đủ hết nhá. Đầy đủ đây hơn. Là mắt rồng này. Rồi cái mũi rồng này, râu rồng. Có cả răng rồng luôn nha. Răng rồng. Tức như là cái rồng này là rồng nhiều loại rồng em ha. Nhưng mà không có đá thì ngày hôm nay chị muốn bán cho nó hết. Để chị may theo cái cách của chị sẽ đẹp hơn. Thì giá 600 ngàn. Ngày hôm nay là xuống đúng 100 ngàn. Là tại vì để chị ra theo cái cách kho may này em nè. Cách kho may áo này nó đẹp hơn. Cho chị không may theo cái cách kho này nữa. Tại cái kho này cái đây áo là cái nó không đứng cũ đúng không? À. Để chị muốn ra cho hết thì chị ra cái kho này. Dạ. À. Thì chị đứng. Bán giờ chị bán 600 em ha. Các loại luôn. Áo dài này là 600 ngàn. À. Tất nhiên nhưng là có mà giảm giá 100 ngàn. Giảm 100 ngàn. Nhưng mà riêng cái thằng này nè là cũng bánh là 700 ngàn. À. Tại vì cái thằng này á, là cái máy ép đá này á, giờ không chị là bán hết đợt này chị không ép nữa. Tại vì ép á, ép nhiều lên giá thành á, nó quá hơn 700 ngàn mình bán lận. Vâng. Cho nên cái giá này vẫn là hàng có chân này vẫn là giá là 700 ngàn. Vâng. Nhưng mà riêng cái thằng này á, là như là vậy 600. Nè, 600 ngàn. Nói là cái khom này em ha. Rồi, con đúng đi con. Đồng đây. Tiền nè, trống đồng nè. Vâng. Gì lấy cho đủ loại đi, con lấy khỏi ướm. Chỉ đưa cho chú quay đi. Đó, đây bạn ấy sẽ dơ lên cho quý vị coi. Cái phần tay này cũng có bông tay này. Đó. Đó. Rồi đằng trước là trống đồng này. Đằng sau, bé quanh sau này. Đằng sau là trơn hết nha quý vị. Đó, còn cái cổ là cũng có được viền này. Đó, đây, cổ cái khom có được này. Viền. Cái khom này là chị bán 600 ngàn. Vậy luôn, nó hết hàng. Và những cái rồng mà không ép đá đó là 600 ngàn. Đó, không còn cái đá, rồng mà ép đá là 700 ngàn. Dạ. Nhưng mà chị bán hết cái này để chị ra may đeo cái khom chị bên kia. Chị sẽ may khom mới đúng không? Khom mới nó đẹp hơn. Dạ. Dạ, chào chị. Dạ. Thì cô chú, anh chị có muốn mua những các cái áo dài mà không có ép đá. Là giờ ngày hôm nay đúng ngày hôm nay nha, hôm nay ngày 8 tây tháng 6 là 8 tây tháng 6. Còn 600 ngàn. Wow. Nhìn hai con rồng, con rồng này trông dữ dằn, con thằn lằn hơn này. Dạ. Dạ. Nhiều đủ loại rồng và đủ loại mẫu nhưng mà không đá là giá 600 ngàn ha. Dạ. Còn có đá vẫn 700. Rồi ngày hôm thưa chị thì thông thường là khách tới đây mình mua, người ta mua đồ đó để thanh toán tiền. Rồi mới đặt may này nọ. Nhưng mà trên thực tế thì em thấy chị cũng là cái người dễ tin người đúng không? Không, bây giờ cho chị bé nói như vậy nè. Thường thường á, khách vào đây mua á, thì trả tiền giải xong mới qua kho may. Vâng. Thì lúc mà qua kho may là cô Hà lấy tiền cho bé, không có lấy tiền nữa. Vâng. Nhưng mà đặc điểm cho những khách hàng bên nước ngoài là ví dụ gọi điện về đặt hàng thì bên này bé tính luôn tiền may vô cuốn sổ của mình, rồi khách hàng trả tiền cho bé. Vậy. Rồi lúc mà bé đã qua lấy hàng cô Hà về tại tiệm, tại shop thì bé phải thanh toán tiền cho cô Hà, bé mới lấy hàng ra khỏi cửa hàng cô Hà. Vậy. Tại vì mình không muốn lấy về trước rồi ngày mai mai mốt mình quên á. Vậy. Rồi mất công rồi chị em mất lòng nhau. Vậy. Thì trường hợp rồi vừa rồi đây á, thì ngày hôm nay chị cũng không nói tên người nào. Vậy. Nhưng mà chị có gặp một cái trường hợp như vậy tại ở Sydney. Vậy. Ở Adelaide. Vâng. Thì cái cô này thì cô rất là dễ thương. Vâng. Cô mua hàng chị nói chung một hai lần rồi. Vâng. Thì cái lần cuối cùng số tiền cũng rất là khá lớn.
Mua là tiền may là trên 20 triệu. Vâng. Còn tiền giải của nhà chị là mười mấy gần 20 triệu. Vâng. Thì lúc mà cô May mua thì cô chưa đưa tiền. Vâng. Thì chị mới cổ có về Việt Nam, nhưng mà cô lựa hàng á, thì lúc mà cô về Việt Nam cô lựa xong rồi cô đi về lại Úc. Rồi lúc mà cô quay lại Việt Nam thì trong một tháng mấy sau cô quay lại Việt Nam, tháng mấy hai tháng gì đó. Cô quay lại Việt Nam thì cổ không có ghé cửa hàng chị. Mà ngày hôm đó là trước ngày 30 tháng 4. Vâng. 30 tháng 4 mới về đây nè, thế này tháng mấy em. Thì cổ ở khách sạn ở đâu ngoài Sài Gòn đó. Cổ mới nói là bé ơi, chị bé giao hàng cho em đi, rồi qua đến ngày năm tây em nó đi chơi Đà Lạt về nó sẽ chuyển tiền cho chị. Vâng. Tại giờ em ở ngoài này rồi em về Úc luôn. Vâng. Thì chị cũng rất là tin người, chị tin người là mình thấy dạ em che con chào cô dạ. Điều thứ nhất đó là người đó mua mình nhiều lần rồi. Vâng. Thứ hai lại là mình nghĩ chắc người ta cũng không đến đổi để mà người ta lừa mình đâu. Vâng. Thì chị mới giao hàng, thì lúc chị qua lấy đồ hàng bên cô Hà thì chị phải thanh toán cho cô Hà 21 triệu mấy trăm. Vâng. Tính chị bỏ tiền ra để trả cho cô Hà. Thì bé cũng có nói là bé trả tiền cho Hà, nhưng bé chưa có lấy tiền khách hàng. Nhưng bé vẫn trả tiền cho Hà. Nên lúc bé giao xong thì em biết đợi chờ riết. Từ 30 tháng 4 bây giờ bây giờ tháng 6 rồi. Cho gần tháng rưỡi rồi đó. Gần tháng rưỡi rồi. Là chị đòi riết cách đây mấy ngày á. Rồi chị qua Úc chị đòi luôn chị à? Qua Úc chị gọi điện, thậm chí người ta đó không bắt máy luôn à. Mà chị có địa chỉ của cô đó luôn. Vâng. À, chị có địa chỉ là tại vì chị đợt trước chị có sách qua Úc, chị gửi về cho cô đó địa chỉ ở Adelaide rồi. Vâng. Mà lúc cô nghe điện thoại thì cô la cô bệnh, cô không nghe được, cô đăng gì đó không biết. Rồi cô đòi chị đòi riết rồi cô chuyển cho chị. Đầu tiên là cô lúc mà chị gửi hàng đi khoảng chừng nửa tháng á, thì cô nói là cái ngân hàng của chị không chuyển tiền được. Là ngân hàng của chị là xài MB. Vâng. Thì cô la cô chuyển không được, cô đòi ngân hàng khác. Thì mà ngân hàng khác thì chị không có ngân hàng, chị phải chạy đi mượn của người khác ở vòng vòng chợ này để có cái ngân hàng có nhu cầu để chị đưa. Vâng. Thì chị đưa ngân hàng khác thì cô cũng không chuyển luôn. Vâng. Rồi đến lúc mà em biết sao, thật sự chị rất là buồn nè. Xong rồi chị đòi riết đó, cách đây mấy ngày phải không con, cô chuyển được 7 triệu mấy con. Nói chung là nói tóm là bà trả 7 triệu mấy còn nợ lại. Chào cô rồi cô mới vô. Vâng. Chị nghe ai Thúy chào cô Thúy. À, em biết vâng. Sao lúc đòi riết cô trả được cách đây mấy ngày thôi. Cô chuyển cho tài khoản được 7 triệu mấy còn 30 triệu nữa. Mà sáng nay chị gọi điện mấy lần cô cũng không bắt máy. Rồi lúc mà chị còn bên Úc á, chị gọi điện gì đó không ấy, chị bay về đó cho chị xin tiền. Còn không, nếu em cảm thấy em không có số tiền lớn, 30 triệu đối với chị rất là nhiều. Không trả được một lần thì trả nhiều lần, chia ra trả nhỏ đi. Trả có thể một lần 1 triệu, 2 triệu hay 100 đô, 200 đô đó em. Thì từ từ nó cũng hết. Tại vì nếu mà cổ lừa chị cái năm tháng 5 vừa rồi đó, 30 mấy triệu đó, thì tiền giải chị mười mấy triệu, còn tiền may hai mấy triệu thì dư tháng 5 chị làm công không á. Em biết một cái cơn ơi chi như vậy mà tháng 5 chị không có một đồng để bỏ túi. Vâng. Cho nên chị cũng khuyên rằng ngày hôm nay chị nói với em á, thì chị không nói tên ai hết. Vâng. Nhưng mà cô coi được cái clip này á thì ráng thu xếp trả cho bé, nếu không trả được một lần thì trả nhiều lần. Trả nhiều lần. Vâng. Cháu hút vòng quanh nợ trả dần chứ giờ. Trả có thể một lần 2-3 triệu hoặc 1-200 đô bé có tài khoản bên Úc luôn. Vâng. Từ từ đi cho bé xin số tiền đó lại, tại vì công sức mồ hôi của bé bỏ ra một tháng trời mà không có đồng nào bỏ túi hết, tức như cái tiền lời của chị là cô đã lấy hết rồi. Vâng. Cho nên là bé cũng mong rằng, bé nói ngày hôm nay bé thề luôn, ai có nói bé mà giao hàng xong đến ngày mai trả tiền hay chiều trả tiền không bao giờ bé giao nữa. Vâng. Tại vì cứ lừa đợt này xong qua đợt khác mà nhiều lần lừa lắm, hết người này xong qua người khác. Vâng. Mà cái em biết sao cái sợ mình, cái sự mức thu nhập của mình á em. Mình đâu có lời nhiều, mình không có lời nhiều. Có một chút mà thôi giờ mà mất mình bị cả lừa như vậy đau lắm. Vâng. Nhiều lúc đêm mình nằm mình nghĩ cuộc đời mình không lừa ai. Vâng. Mà sao ta người ta lại lừa mình, nhưng mà không phải một con sâu nó làm rầu nồi canh. Vâng. Tại vì một người như vậy làm ảnh hưởng những người khác, đúng không em? Vâng. Cho nên chị khuyên rằng thì ngày hôm nay chị muốn nói rằng nếu mà em này mà coi được cái clip này, ráng cố gắng, ví dụ trả chia nhỏ trả nhiều lần có 30 triệu thôi. Vâng. Chia nhỏ trả nhiều lần, hay là một lần 1 triệu 500 ngàn cũng được. Vâng. Trả từ 1 năm 2 năm nó cũng hết. Vâng. Mà còn ví dụ như không trả như thế nào thì gặp nói chuyện một lần thì cho rõ ràng. Vâng. Còn nếu mà chị cảm thấy nhiều lúc chị cứ đêm rằng chị cứ suy nghĩ hoài vì 30 triệu này thôi em. Vâng. Chị tin rằng chị qua Úc chắc có lẽ chị cũng đòi được vài trăm đô để chị cho con chị giống như tiền ăn bánh ăn đồ đó em, mà chị không lấy được đồng nào. Vâng.
Chị rất là cảm ơn em nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà chị cũng không nói tên ai. Dạ. Thậm chí có chị có đưa cái địa chỉ cho người em họ chị. Vâng. Ở dưới Adelaide thì cái người em họ chị có nói cô này có một người con trai học chung với lớp cái đứa người em họ chị. Vâng. Biết cô này. Vâng. Nhưng mà tại vì người ta không bắt máy cho nên vâng. mình không thể nói chuyện được. Vâng. Vâng. Chứ cô ta có con trai học chung với vâng. thằng em họ chị. Thì hy vọng là chủ cái người mà đang nợ tiền chị bé thì Tuấn Dương cũng biết. Chị cũng mình cũng không muốn tiết lộ thêm nhưng mà Tuấn Dương cũng biết chị đó. Thì thôi chị thu xếp để trả dần để cho chị bé cũng có cái kinh phí để hoạt động. Vì chị cũng đặt trên cái niềm tin là tin rất tin và tưởng vào chị đã từng mua một vài lần rồi. Và nghĩ rằng là ai cũng thật thà không có gặp những cái bất trắc như vậy. Nhưng mà qua đây thì chị bé cũng chị bé cũng sẽ xin phép là từ chối các cái trường hợp mà không có đưa tiền mà cứ kêu may trước rồi lấy trước tiền. Rồi sau đó thì rất là khó thu hồi. Đúng rồi. Trước đây chị cũng hay nói đó, thường thường mua cái áo 3 triệu đi, đưa trước 200-300, 500 rồi bỏ giống như bơm hàng ấy em. Vâng. Thì chị ôm rất là nhiều, một năm chị mất hàng trăm triệu. Vâng. Nhưng mà chị không ngờ cái vụ này một lần thôi mà chị mất đến 30 triệu, đối quá sức lớn đó em. Vâng. Tại vì 30 triệu đối với chị làm hơn một tháng trời luôn em. Vâng. Hơn một tháng chị bỏ công sức kinh doanh tại đây. Vâng. Cho nên chị ngày hôm nay chị nói như vậy thì những cô chú nào mà lỡ coi quá này á thì đừng có bao giờ xét á, tại vì bé nói là một con sâu chỉ làm rầu nồi canh thôi. Yeah. Chứ không phải ai cũng như vậy, nếu mà ai như vậy chắc chết mất tiêu. Yeah. Rồi dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, dạ, vâng. Dạ. Đây các cô về giờ đang mua hàng sau đó rồi chia tay chị bé. Đó. Rồi Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video clip tại đây nhé. Cô bác anh chị ghé áo dài bé thì địa chỉ là sạp D1, D3, D5, D7, tầng trệt, chợ An Đông. Số điện thoại là 0908332073, liên lạc qua Zalo hoặc Viber. Chụp hình những cái mẫu mình yêu thích lại gửi cho áo dài bé để áo dài bé giữ lại cho quý vị. Và hẹn gặp quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo.